mẹ, chị, em trai và dì Rục và em họ của tôi. 1968년 그날 저는 8살이었습니다. 저는 배에 총상을 입었고 어머니, 언니, 남동생, 이모, 사촌동생까지 모두 5명의 가족을 잃었습니다. 남동생이 울컥울컥 핏물을 토해낼 때 저는 아무것도 할 수 없었습니다. 배 밖으로 튀어나온 창자를 부여안고 어머니를 찾아 헤매던 기억이 아직도 생생합니다. 왜 한국군은 여성과 어린아이뿐이었던 우리 가족에게 총을 쏘고 수류탄을 던졌나요? 어째서 집까지 모조리 불태우고 시신마저 불도저로 밀어버린 건가요? 어째서 한국군은 그러한 끔찍한 잘못을 저질러 놓고 50년이 넘도록 그 어떤 인정도, 사과도 하지 않는 건가요? Tôi bị đạn bắn lủng bụng, anh trai tôi bị đạn bắn toát mông, em trai tôi bị lính Hàn Quốc bắn toát miệng. Tôi muốn nhận được lời xin lỗi của cựu chiến binh Hàn Quốc. Không phải chỉ có hối lỗi và tha thứ mới có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh của thế hệ chúng ta và trả lại cho con cháu đời sau một thế giới hòa bình êm ấm hay sao?